chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ năm 13 tháng 2 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn gồm có phần phỏng vấn Trung tá Không quân Đỗ Minh và ông Trần Thành, giám đốc Nhiêu liệu của căn cứ không quân tại Georgia. Phần phỏng vấn Sở học chánh Oregon và sau cùng là cuộc phỏng vấn đặc biệt của Hồng Vân SPTN Geneva với ông Đặng Sương Hùng, cựu lãnh sự của Cộng sản Việt Nam đang xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Trước hết, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với Trung tá Không quân Đỗ Minh và ông Trần Thành, Giám đốc Nhu liều của căn cứ Không quân Georgia. Kính thưa quý vị, nhân dịp đến tham dự mừng xuân giáp ngọ của cộng đồng Việt Nam của miền Trung Georgia ngày 25 tháng 1 năm 2014, chúng tôi có ghé thăm Viện Bảo tàng à Robin Airport Base à tại thành phố à Warner's Province, À, chúng tôi ghi nhận một số hình bản sau đây, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Viện Bảo tàng Hàng không Hoa Kỳ tại Warner Robins, miền Trung Georgia là một viện bảo tàng lớn thứ hai của không quân Hoa Kỳ. Hiện trưng bày trên 93 loại máy bay khác nhau, chứa trong 5 tòa nhà lớn hoặc ngoài trời trên diện tích 51 acres. Rất may mắn chúng tôi được gặp Trung tá không quân Minh Đỗ, mà trước đây quý vị đã thấy ông xuất hiện trong DVD Lá thư từ chiến trường của Trung tâm Asia lúc đó ông là thiếu tá không quân đang công tác tại chiến trường Iraq. Kính chào trung tá, xin trung tá cho biết tổng quát về cái viện bảo tàng Air Force Base tại thành phố Warner này như thế nào? Dạ, à, yeah, um, thì uh, cái uh, viện bảo tàng uh, Museum of Aviation của Robin Air Force Base này á uh, thì uh, nó là um, rất là, là rộng lớn, uh, nó là um, mỗi năm á uh, người ta tính là cỡ 600 năm chục ngàn người uh, tới đây để mà mà tham viếng ở đây. Uh, những người làm ở đây á là toàn là những người làm uh, volunteer. Uh, ta không có uh, uh, ít ít người làm uh, về 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 việc uh, mà sửa chữa là toàn là volunteer thôi. Còn trong bấy á thì ờ uh, uh, cái bấy này thì tổng cộng là 28.000 người mà trong đó chỉ có 5.000 người là về uh, quân sự. À, còn phần hết đó là à, thuộc về dân sự thôi à, thưa trung tá chúng tá ta, chúng ta cho biết là chúng tá đã làm việc trong căn cứ quân sự này được bao nhiêu lâu và công việc công tác của trung tá tại căn cứ quân sự này như thế nào dạ thì à, à, em à, ở đây à, tới đây cũng là một năm rưỡi rồi thì em làm ở uh, trong base uh, trong uh, base này á uh, thì em là uh, thuộc về uh, uh, command post là về sự điều khiển cho cái 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 base Robin Air Force base này. Uh, nếu mà có chuyện gì thì mình phải uh, làm uh, giấy tờ đưa lên trên uh, cấp trên với là đưa lên uh, 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 headquarters ở ở Washington DC. Uh, và chờ, xin chúng ta cũng giới thiệu uh, sơ qua về uh, gia cảnh của chúng ta. Dạ yeah, thì em như anh đã nói trước hồi nãy thì em là tên là Đỗ Công Minh. Thì em học ra trường năm 96 tới giờ đi cũng 17 năm mấy rồi. có gia đình bà xã với là hai đứa con. Con trai đầu thì học tháng năm này ra trường đại học ở học ở bên gia nhà. đứa con gái thì đang học học ở uh, bên uh, học high school, uh, Junior nhờ high school à, và chúng ta có thể cho biết uh, là cái viện bảo tàng này có ý nghĩa gì đối với uh, cộng đồng người Việt Nam uh, uh, cái cái, um, cái uh, viện bảo tàng này là rất là hữu ích nó không phải là về viện bảo tàng không mà nó còn là về cái, cái chỗ uh, dạy học uh, cho tất cả các trẻ em uh, muốn mà, mà muốn uh, hiểu tìm hiểu về không phải là về về máy bay À, không đâu mà còn mà tìm hiểu về những cái, 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 cái những cái chương trình để mà có thể à, sau này muốn gia nhập về à, vô không quân thì à, trong này cũng có cũng có dạy và mình đã có thua nữa giờ như đầu tháng 2 này nó có một tuần thua để đem những đứa à, à, em ở ngoài à, học ở ngoài à, vô để cho thua để mà biết học hỏi về à, cái cái base này à, cái museum này nó cũng có mấy cái class để dạy về à, về về không quân À, xin cảm ơn chúng ta. Nhân dịp này, chúng tôi cũng được gặp ông Thành Trần, ông đang là Squadron Technical Director ở của nhóm software trong căn cứ không quân Warner Robins, nguyên là chủ tịch cộng đồng Việt Nam miền Trung Georgia. Dạ tôi là Trần Văn Thành, Trích tên là tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở Warner Robins và vùng miền Trung Georgia này. Cảm ơn SBTN đã tới thăm chúng cái cộng đồng nhỏ của chúng tôi. À, tôi đã làm ở đây 25 năm rồi. À, trước đây thì tôi làm... À, à, mới giờ tôi làm kỹ sư, tôi làm về phần mềm. Thì à, tôi từ từ lên thì bây giờ tôi là đang là giám đốc của à, chương trình F15 về phần mềm. À, thì... à, và trong uh, kỹ sư đang làm giám đốc cho uh, một cái nhóm có bao nhiêu người ạ? À, trong cái nhóm của tôi thì uh, Uh, có 1.200 người nó chia ra năm cái nhóm uh, nhỏ nhỏ thì tôi là một uh, giám đốc của một trong những nhóm đó thì cái nhóm đó làm về F 15 là chính uh, C5 tức là máy bay um, chuyên chở đó với làm những cái um, uh, uh, dụng cụ khác nữa rất là nhiều thì nhóm tôi khoảng chừng 300 người và có bao nhiêu uh, chuyên viên cũng như là kỹ sư người Việt uh, tại đây Uh, trong uh, Robbins Air Force Base này có chừng cỡ 150 uh, người Việt Nam làm ở đây Hầu hết là kỹ sư, cũng có những người làm về nghề, làm về um, sửa máy bay uh, Hoặc là làm về IT, làm về computer, này kia. nhưng mà hầu hết là kỹ sư uh, Trong nhóm kỹ sư đó, đó thì hầu hết là làm về phần mềm Có một ít tức là software, có một ít thì làm về hardware, nhưng mà hầu hết là phần mềm À, xin ký sư cho biết một số ít về cộng đồng người Việt tại thành phố này à, Việt Nam ở đây có khoảng chừng uh, World sẽ khoảng chừng uh, 300 gia đình uh, nhưng mà của cái cộng đồng này đó thì nó gồm cả 10 thành phố uh, xung quanh đây thì khoảng chừng uh, khoảng chừng 500 cho tới 600 gia đình Việt Nam uh, thì trong cái số đó đó thì một phần uh, khoảng chừng một phần ba đó là làm ở trong bấy tức là làm kỹ sư làm đó còn một phần cũng lớn nữa là làm về móng tay à, còn một phần nữa thì nó làm những cái thí dụ làm như hãng bóng đèn hoặc là làm hãng gà rồi uh, có một phần là làm uh, chủ trại gà ở vùng này Đấy, và vùng này cũng có uh, mới xây ra một cái chùa chùa ở cách đây khoảng chừng cỡ 15 20 miles cách cái 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 museum này cũng có một cái nhà thờ của tin lành của do người Việt Nam là đã mua và làm chủ rồi à, à, cộng đồng công giáo thì cũng có một cái nhóm để họp chung trong cái nhà thờ của công giáo của Mỹ mà lại là mình mượn cái cái building của người Mỹ để mình làm rồi gần đây cũng có mấy trường học đại học, trường Mercer, trường Macon State. Trong mấy trường đó cũng có cái nhóm của anh em các sinh viên họp lại thì khi mà cũng có những vụ mà tổ chức cái Tết hoặc là Trung thu hoặc gì thì tất cả các anh em họp lại để mà các anh chị em với tất cả họp lại để mà chung vui. Thì uh, trong năm uh, cũng có rất nhiều những cái chương trình như vậy. Ví dụ như là mùa đi picnic mùa hè, đi uh, làm đi đi dạ hội tức là Halloween, tức là dạ hội uh, um, Halloween rồi Tết rồi rất rất là nhiều. Yeah. Một học sinh trong số các em được phần thưởng học sinh giỏi của cộng đồng Warner Robins là con một kỹ sư Việt Nam đang làm trong căn cứ chia sẻ với chúng tôi. Em hey, uh, em tên gì? Uh, bao nhiêu tuổi? Năm nay em đang học uh, lớp mấy? con đại vị cao, á, con hợp lập chính, uh, làm trong uh, ROTC cho programmer, con uh, 15 tuổi. Um, ở trong là cái cái program của ROTC uh, có ai ngoài người Việt Nam ngoài em ra không? Dạ không, chúng just me, con thôi. Con về có thích không? Hmm? Vậy con có thích ở trong cái Ờ, cái... uh, thích, thích, nhiều, thích nhiều, vui quá thương làm cái uh, làm biết command đó giao biết chạy có càng chạy nhiều PT physical training cho làm muscle uh, lớn lên con dự định uh, làm gì lớn uh, con uh, làm engineering trong giống ba con uh, trong cái Air Force Base nghe em chia sẻ chúng tôi rất vui mừng và thán phục giới trẻ trong cộng đồng ở đây đang chuẩn bị cho thế hệ thứ ba khá chu đáo thượng trần trường trình trừ Warner Robins, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi